Khám phá địa lý Việt Nam cùng bé yêu. Chào các bậc phụ huynh và các cô cậu nhỏ. Bạn đã biết đến bản đồ gỗ ghép hình địa lý Việt Nam dành cho bé chưa? Một trò chơi sáng tạo và giáo dục độc đáo, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều niềm vui và kiến thức mới cho bé yêu của bạn. Chất liệu: gỗ MDF dày 1 cm với các mảnh ghép được cắt laser tỉ mỉ, dày dặn, được bọc lớp nhựa dày trong, bên ngoài cẩn thận để được lâu trên 2 năm. Kích thước khổ A3, 420x300 cm, chiều cao hai gang tay người lớn, chiều rộng 1,2 gang tay người lớn. Tại sao nên chọn sản phẩm này cho bé của bạn? Học địa lý một cách thú vị, bé có thể khám phá về địa lý, văn hóa và lịch sử của Việt Nam thông qua việc ghép hình. Phát triển kỹ năng trò chơi, giúp bé phát triển tư duy logic, kiên trì và sự khéo léo của đôi bàn tay nhỏ. Trải nghiệm đa dạng, bạn có thể tạo nên nhiều trò chơi, sáng tạo như du lịch ảo, trò chơi phân loại vùng miền hay thậm chí là trò chơi ẩm thực văn hóa. Trò chơi du lịch, nhà mình đã đi những đâu? Dùng bản đồ, hỏi bé về những chuyến du lịch, đã đi và để bé ghép hình các địa điểm đó lên bản đồ. Kỷ niệm, những chuyến phiêu lưu và giúp bé hiểu rõ hơn về địa lý nước mình. Trò chơi phân miền, phân vùng, trổ tài trí não, trộn mảnh ghép và yêu cầu bé phân chia chúng thành các khu vực, vùng miền khác nhau của Việt Nam, giúp bé nhận biết và hiểu rõ hơn về sự đa dạng văn hóa và địa lý của quê hương. Trò chơi ẩm thực văn hóa, khám phá món ăn ngon. Dựa trên đặc sản của từng tỉnh, chơi trò chơi kết hợp với ẩm thực, ghép hình món ăn và kể bé nghe về nguồn gốc, cách làm và ý nghĩa văn hóa của mỗi món trò chơi tìm các tỉnh theo chữ cái ai nhanh hơn yêu cầu bé tìm và ghép hình các tỉnh bắt đầu bằng một chữ cái cụ thể một cách thú vị để củng cố kiến thức địa lý và cải thiện kỹ năng nhận biết chữ cái đặc biệt tạo kỷ niệm gia đình ba mẹ hãy mua về và ghép cùng con tận hưởng những khoảnh khắc gần gũi giáo dục và đầy niềm vui bé sẽ không chỉ có kiến thức mới mẻ mà còn kỷ niệm những hoạt động ý nghĩa với gia đình ưu điểm đặc biệt học hỏi mọi lúc mọi nơi trò chơi là cơ hội tuyệt vời để học hỏi cùng con kể cả khi bạn đang du lịch hay ở nhà màu sắc tươi sáng hình ảnh sinh động giúp bé yêu thích quá trình học tập tương tác gia đình hãy tận dụng để cùng con thực hiện tạo ra những khoảnh khắc giao lưu và học hỏi giá cả hợp lý sẽ sở hữu một công cụ giáo dục giá trị cho bé yêu của mình đặt ngay để tặng bé một món quà giáo dục ý nghĩa và thú vị bố mẹ nhé